Trời ơi, nó trưởng theo kìa. Để nó mà solo Doran. Để nó mà solo Doran thì con Pike mày... này là mua Doran là ngon nhất. Mày... đúng không? Hai chuối kìa. Ờ, con Pike solo Doran là ngon nhất vậy. Nó mua Doran đấy. Pike nó mua 6 cái Doran là đam to nhất rồi. Còn gì nữa? 6 cái Doran chùm luôn. Thì nó ăn con... nó đang vô phụ, đang vô phụ, không được, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mày canh ké đúng không? Ra đây, tao lên level 2 trước mày cũng được, không sao. Nó xì mai trong đằng bò nó ăn luôn kìa, địt mẹ nó ngu như con chó. Mình xin nó xì mai trong đằng bò nó ăn luôn kìa. Rồi bây giờ thì mình ăn hành như con chó luôn. Nó ăn lòng luôn. À, nó mà đừng quay trước đó. Ăn hành như chó luôn. Ôm thôi, đéo một căng. Rồi gì? Không, nó là gì nó không hợp mấy. Nó là gì mà. Mà nó mất xem ai luôn rồi đó. Thì sao đâu, nó ăn và lưu thừa sức. Ôi, thằng nó thôn. Nó kéo mày kìa. Thế rồi. Thằng. Trời ơi. Đổ má, thằng lòng đừng nó không để ý rồi. Ê, bọn nó có thằng nào mất lát không? Thằng này nè. Hả không? Để tao chơi combo ngược chứ. Là mày chụp đầu nó, mày giật ngược lại này vui luôn. Được á. Cho nó nhòi nhòi đi. Được chứ được, nó không có gây đam cho tao. Sao còn ao ra khỏi trụ rồi. Đó, trời ơi. Chưa được xa quá. Anh này, anh xe nè. Rồi. Ủa nãy giờ. Nãy giờ quên tao, tao là thằng tham mà sao tao quên, tao không tham. Rồi nè, rồi nè, để ý nè. Rồi vô. Đủ mắt khôn thế. Nhảy vậy. Nhảy đấy, rồi xong. Thôi té đi. Ủa mà nó nhảy vậy. Tao tưởng nó năng quy chứ. Ủa mà level 2 nó nghe mày. Ủa. Bể kế hoạch rồi. Bể kế hoạch rồi. Sao này mất lát cũng được rồi. À, nó nhảy, gì? Nó nhảy, nhảy vào. Nhảy thật. Chứ quả đấy mà dính AD là coi như AD xong rồi đó. Mẹ, gặp chó này nó có rét, nó phế anh em mình luôn. Không sao, thế mà sáu thì mình mạnh mà. Dạ. Rồi mày lẹ thôi. Tao từng AD đó luôn. Làm gì vậy? Sao mày lát? Có đam đâu lát? Tao lát rồi xong rồi tao định kéo về cho mày trong trụ. Thì chị ngu quá. Má thằng rừng nó hồi nãy mình nó báo mà nó để ý là thằng rừng nó phế luôn rồi. Ừ, cướp lưu hay vô xanh rừng nó luôn. Nắp tuôn mà. Mình chát nó còn không thèm để ý nữa. Binh rồi xong chát nó không thèm để ý nữa. Mẹ con này ra đòn đánh chậm quá. Thôi, ăn đi. Má boss nó xanh lắm luôn rồi đấy. Giờ sao chơi? Đang đâu chơi à, lính đông nè, nè chơi lính đông nè à. Rồi dính tao rồi chết mợ bố lao. Ơ à, mày sao liền không xạo liền à. Lát gấp xạo liền. Mà mày mất lát chứ còn gì nữa. Sao lì nữa mày. Con này giết nó luôn. Hết mà nè. Kệ nó đi, đẩy lẹ đi. Còn nó mất cái gì nhỉ.
Tôi tính kéo khơi khơi cho nó mới kêu. À đây này nhạy lắm. Đây ghê đó, không có phản xạ lẹ quá đấy. Chắc tao phải lấy cái giày ninja trước cho lắm đỡ thốn. Lẹ thì lẹ chứ. Ý tao lên mình qua chiến chính đâu gì. Không xạ, không xạ. Ngon rồi. Giờ chơi được rồi, có đam rồi. Mót không bèo. Bấm dính, dính chữ nữa chứ. Thật rét luôn nè. Dám nhoi nữa, đủ đam rồi đấy, mấy thằng nhóc. Có hi rồi đấy. Ôi, xe rác nó mạnh vậy, thôi quýt mẹ. Rác nó vô ăn hai mạng. Đây đây đây. Thằng đấy nó vô kìa. Phá luôn mắt mày nè. Anh đi, anh đi, anh đi, mày ăn mắt đi. Dám lên không? Giờ dám lên không? Làm đéo dám lên. Giết thằng rét luôn á. Ngồi CD nó đỡ rồi. Nó đánh không thấm mình nữa. Giáp con này mới vô cao vãi luôn. Ôi xấu rồi, phải. Con mợ mày. Bỏ vậy. Tin này. Rồi, chạy đi. Rồi, mày chạy nhanh chắc không chạy nhanh rồi. Rồi, quỷ tới vậy thôi. Tao xấu nè. Chơi luôn nè. Tiếng kìa. Ôi gì kìa, gì kìa, gì kìa. Chơi lại đi. Mày nè 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 nè. Mày dẫn mà. Thôi đi về. Vậy. Rồi thôi, đủ má tao tạm biệt mày luôn đó. Tao có lát tao đéo xài. Tao đéo xài luôn đó. Người ngựa nó hùng vô cái à. Tao có lát. Mày nè. Trời ơi tao mạnh kìa. Trời ơi một sự bận sống luôn. Mình sự hy sinh bảo kê của support tới đít luôn mà sao không mạnh được. Hồi nãy mày ở lại, mày có ulti team mà ở lại, mày nói sắp hết, mày rờ luôn chứ, thằng rét là được rồi. Mày nói mày vô lên là tao hết rờ luôn rồi đó. Ủa tao úp cái này gì ta? À úp rồi. Giờ quá trâu rồi. Giờ là hỏi cần cắm mắt. Thằng nào xuống công rồi đấy. Ủa sao con này bấm F1 cái màn hình nó kì vậy? Sao tao bấm F1 mà cái màn hình tao nằm ở trên ta. F2 thì nằm ở giữa, F3 ở giữa luôn. Tao có mình con này là F1 là sao kìa. Chết vậy. Tao đi lẹ mày. Nhiều quá. Là giết nè. Có ulti thì giết nè. Giết cái này trước rồi giết kia sau. Giết cái này trước. Đầu tăng chưa. Ôi. Rồi đại đi. Ai đéo hỏi kìa. Má thời gian đi, lụi lụi đâu. Chui vô. Lụi ở đâu ra nhỉ. Nó lụi thẳng ra tới mấy cây. Không sao, cứ mỗi lần anh vậy là anh em ta được lời, tiền. Giàu vãi. Bạn chia cho đồng minh 600 vàng à. 776 vàng. Mình chỉ cần giết được một mạng thôi, mình chết hai cũng được. Lời. Hai quay tiền. Ừ, quay tiền với nhau. Ê, lỗ tiền chứ. Toàn giết support trước. Sao? Tất nhiên là phải giết support trước rồi bạn. Để support đứng lại cover hết kéo cắt kiểu con này điệu. Cái này giết support trước chứ giết AD. Ờ, AD sao giết được? AD rồi. Bạn chó hụt AD còn là giết nào giờ? Bạn giết nó sao được? Một là bạn chặt, hai là bạn đánh là support thôi chứ. Chỉ có đánh là sập thôi. Đánh là sập xong cái có gì bọn mình lui luôn cũng được. Đánh xong không đánh nữa thì lời. Một mạng mà hai mạng. Bạn chỉ cần giết thằng sập thôi là một mạng mà hai mạng rồi, cần gì phải giết AD. Và thằng AD nó dám đứng ở trụ farm không còn là điều quan trọng nữa. Đúng không? Bạn đánh xong thằng AD nó dám đứng farm không? Bằng trụ luôn.
không có sụp thì làm sao đúng không? Nếu là Gen X thì nãy giờ Gen X hay là Gen Hill là quánh AD được rồi, nó là CV. Nó đỡ, thấy nó cáo không? Nó đỡ luôn mẹ cái kia ha, thằng này nó nhạy đó, thì nó cáo lắm. Tốt lắm, này đánh tốt. Gì này? À ba á, ba thằng. Xong rồi rồi. Được rồi, R. Chán mà luôn nè. Bên gai kìa, rồi. Từ từ. Heo nè, chơi nè. Ok, chơi. Ôi gì kìa, thôi đéo được, nó rò mày cái chết luôn á. Hết rò rồi thì về đi. Hết rò rồi về đi. Còn nửa cây, còn nửa cây kìa. Ôi, nguyên tim, nguyên tim, nguyên tim. À đây rồi. Chạy đi, chạy đi. Tao lát, nó bị tao. Ôi, giết hộ luôn. À, đập đỏ. Ba con mợ mày. Tao giọng nguyên chúng mày lên nè. Sao? Trời ơi. Dâm ba thằng nhóc. Dám ba thằng nhóc. Đồng đội anh tới rồi đấy. Má con nắp tuôn nữa là xong hết này. Không hoài vậy cha. Nghĩ Gen Win là muốn làm gì để làm. Tao bỏ hai mày luôn, tao đi về. Ừ, mày chết mẹ mày đi. Tao lấy gì vậy ta? Vừa có hồi chiêu vừa có. Rồi nha. Rồi nha. Thấy mẹ mày nè, mày đứng mày múa. Má thằng Tóc kìa. Nó lên đồ mấy này gãy này. Gãy đít nó luôn. Con gì chém tao được, mấy này đánh cái đít luôn. Giờ tao nữa. Nếu nó giết được tao mới là một vấn đề luôn đấy. Giờ khỏe mấy đạn đâu rồi. Ờ tao ulti ulti còn có 55 giây à. Ờ level 11 rồi, đam đầu quá mà. Giờ R cũng mà phải 6 xì. 6 xì. Nè, đi chúng mày nè. Con mợ mày. Tao tanh chưa? Vô đây, cứ vô đây. Cứ vô đây, rồi kìa. Nè combo nè. Combo luôn nè. Vô, phô máu. Rồi thằng Zenrak chết. Để tao chạy đi, tao combo ngược này. Rồi chạy đi. Đây, đánh hồi máu nè. Đây con Ari kìa. Ai Ari làm gì vậy? Làm gì vậy? Mày bị điên hả mày? Không nổi. Ari nó bị điên. Giỡn mặt mày. Rồi nha. Ai da mày lại kéo tao. Kéo tao. Ôi ôi, anh ơi, anh ơi, tha mạng đi. Ôm xong rồi mà. Ôm làm như nó trâu lắm á. Vô tới đó thì trâu cũng vậy thôi. Mẹ tao phải xuống tao farm hết boss thôi chứ. Con chó nắp tuần nó lườm nữa đấy. Chó nắp tuần nãy giờ nó farm hết của mình. Ván nàng thi nó khó bên ta lắm. Từ ban luyện vậy. Má cái e của con. Ủa cái rờ tao có bị dính vô cái e. Không, xuyên nha. Xuyên phải không? Mày là biến ra chỗ khác mày. Mày biến ra sau lưng nó chứ đâu phải mày lướt tới đâu. À đi cắm bột cái. Ủa vậy là sao cái này nó không ghi sát thương mà. À thì bó nó. Kiếm tiền cái. Tao vinh con 99 là cái chết cũ nữa này. Được không? Dạ. Có tiền. Hi
mẹ nó. À, không được, tao canh mà không được. Ra ngoài gì? À, không đánh thường giới, tôi giới tới giới là tao chết nó rồi. Còn miếng máu nữa, mới tới được. Ha ha, bò. Bò bất tử rồi. Này mẹ game rồi. Mình đang đánh mà, mấy bạn chat cho mình đọc chat hết được. Tập trung vô đánh lấy và này kia, ngồi mình trả lời lúc mình đang chờ. Bò bất tử rồi các bạn ạ. À.